Một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm gia nhập vào BRICS, một khối do Nga là thành viên đồng sáng lập. NATO và BRICS luôn ở trong thế đối nghịch với nhau, cạnh tranh mạnh mẽ về sức ảnh hưởng. Có nhiều câu hỏi đặt ra khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ý định gia nhập BRICS, đặc biệt liên quan đến sự lựa chọn Đông Tây, và có thể điều này sẽ thúc đẩy thay đổi cục diện hiện tại. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Vào đầu tháng 9 năm 2024, vài tháng sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Kakan Fidan tham dự hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại Nga vào tháng 6, Ankara đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS. Khi động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra, hầu hết những người quan sát đều cho đón tin tức này với đánh giá đó là một trò đùa lớn. Các nhà bình luận đã đưa ra những lập luận cụ thể. Theo đó, động thái của Tổng thống Tayyip Erdogan không gì khác hơn là một chiến dịch PR khác nhằm chọc giận các đồng minh phương Tây và trước hết là Mỹ, quốc gia bắt đầu tích cực áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đang kiếm được lợi nhuận lớn từ việc tìm kiếm và thay thế thị trường thương mại, chuyển sang hợp tác kinh tế sâu rộng với Nga. Lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên chính thức của Liên minh thuế quan với châu Âu và một phần lớn nền kinh tế của nước này gắn liền với thị trường châu Âu rộng lớn. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là thành viên của NATO mà còn tham gia tích cực vào mọi hoạt động quân sự và là quốc gia lớn thứ hai trong khối có ưu thế về vị thế chiến lược. Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ chìa khóa các eo biển của Biển Đen, nơi có tầm quan trọng hàng đầu đối với mọi thứ đang diễn ra ở Ukraine. Sự hội nhập sâu rộng của đất nước vào các cấu trúc phương Tây và vị trí địa chính trị quan trọng của nó mang lại cho nước này nhiều đòn bẩy, cơ hội và lợi ích. Trong khi chưa kể đến sức ảnh hưởng quốc tế, yếu tố rất được nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng. Với những lợi thế này, không một liên minh nào lại có thể khước từ lời đề nghị gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ. William Gulley, giảng viên chính trị Trung Đông tại Đại học Monash Australia cho rằng việc chấp nhận Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có 85 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ 19 thế giới sẽ tăng thêm sức nặng địa chính trị cho BRICS, khối được coi là đối trọng với G7. Theo ông William Gulley, những động thái trên diễn ra vào thời điểm lòng tin chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang dao động. Năm 2023, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa sẽ chia tay EU dù chưa thể đặt chân vào liên minh này và bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên thường trực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Theo chuyên gia William Gulley, những lời đề nghị gần đây của Ankara đối với BRICS cho thấy chủ nghĩa thực dụng khi nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ phát triển trong hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tự tin hơn trên trường quốc tế. Hiện tại, nước này ít phải lo lắng hơn về việc theo đuổi chính sách đối ngoại không tuân theo đường lối của các đối tác phương Tây. Trong khi đó, Ankara ngày càng thất vọng vì dẫm chân tại chỗ trong tiến trình gia nhập EU. Các cuộc đàm phán gia nhập bắt đầu vào năm 2005 nhưng đã trì trệ trong một thời gian dài. Những sự đồn đoán rụt rè về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đoạn tuyệt với phương Tây ngay lập tức bị cho rằng là điều viễn tưởng vì một lý do đơn giản: điều đó không thể xảy ra bởi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, có những yếu tố để tin rằng điều tưởng chừng như viễn tưởng lại đang xảy ra và đã có những thay đổi trong ý thức và tiềm thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu từ năm 2018, khi Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS, giới tinh hoa Thổ Nhĩ Kỳ theo phong cách các nhà đầu tư mạo hiểm đã căng thẳng siết chặt tài khoản của họ suốt thời gian qua và cuối cùng đã quyết định lựa chọn một chiếc giỏ nơi có thể giữ được nhiều trứng nhất có thể. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Phó Chủ tịch Đảng Vatan Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Turkoğlu cho rằng gia nhập BRICS sẽ là một sự kiện mang tính cách mạng đối với Thổ Nhĩ Kỳ và giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phá bỏ xiềng xích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara nhận thấy rằng BRICS đang trở thành một trung tâm hấp dẫn ngày càng quan trọng đối với nhiều quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Điều này cũng được nhiều nguồn tin của Bloomberg xác nhận từ trong giới kinh tế và chính trị Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Ankara đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng trọng tâm địa chính trị đang dịch chuyển khỏi các nước có nền kinh tế phát triển và việc mua vé để lên con tàu này cần phải đặt chỗ trước. Vấn đề kết nạp các thành viên mới của BRICS
sẽ được quyết định sau chưa đầy một tháng nữa. Xung quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS, các phương tiện truyền thông phân tích nhiều về động cơ chính trị của Ankara. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là yếu tố thứ yếu so với việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một nền kinh tế sạch và không phức tạp. Theo Viện Thống kê Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ dựa trên kết quả của 7 tháng đầu năm 2024, Nga đã trở thành nhà cung cấp hàng hóa chính cho Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất khẩu của Nga sang nước này trong giai đoạn này lên tới 25,81 tỷ USD. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết, ngay cả trong bối cảnh áp lực trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đạt khối lượng thương mại giữa Ankara và Moscow là 100 tỷ đô la mỗi năm. Việc gia nhập BRICS, nơi vốn đã có 46% dân số thế giới và gần 1/3 GDP toàn cầu, sẽ mở ra những triển vọng ấn tượng hơn nữa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhà phân tích phương Tây, nền kinh tế của các nước BRICS tương thích lý tưởng với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ đó, nước này có thể thay thế vị trí trung tâm phân phối và năng lượng quan trọng giữa châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Trung Á. Bên cạnh đó, những lo ngại của châu Âu về việc cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU không phải là không có cơ sở. Một báo cáo của Nghị viện châu Âu về Thổ Nhĩ Kỳ được công bố vào năm 2023 đã nêu ra một danh sách dài các mối quan ngại, bao gồm các hạn chế đối với phương tiện truyền thông, phe đối lập và người Kurds, quyền của phụ nữ suy giảm, thiếu sự độc lập của tư pháp và việc Ankara từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Trong khi đó, BRICS mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ một giải pháp thay thế về chính trị, kinh tế thay cho EU. Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS sẽ phải đối mặt với các điều kiện ít nghiêm ngặt hơn. Thêm nữa, Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ nồng ấm với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ từng nhấn mạnh thương mại với Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng, đến mức siêu cường này hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara hy vọng sẽ mở rộng xuất khẩu nông sản sang Bắc Kinh. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một phần của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, kết nối nước này với một số quốc gia Trung Á. Do đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm tư cách thành viên của BRICS và các nhà hoạch định của Ankara coi trọng BRICS là điều dễ hiểu. Liệu rằng khi trọng tâm địa chính trị toàn cầu chuyển từ Tây Bán Cầu sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất đi đòn bẩy chiến lược, vị thế thường được ca ngợi là cầu nối giữa Đông và Tây? Giới chuyên gia khẳng định việc gia nhập BRICS sẽ mang lại lợi ích cho Thổ Nhĩ Kỳ, đưa nước này vào một khối mới nổi, bao trùm các khu vực và kết nối các nền kinh tế đang phát triển. Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS, điều này cũng không nên được coi là sự phủ nhận phương Tây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có lẽ sẽ không còn là chính ông nếu ông không để ngỏ cánh cửa sang phương Tây. Vào đầu tháng 9 năm 2024, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một quốc gia mạnh mẽ, thịnh vượng, được tôn trọng và hiệu quả nếu nước này đồng thời cải thiện quan hệ với phương Tây và phương Đông. Tổng thống Erdogan gần đây đã nhận xét rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bị buộc phải lựa chọn giữa châu Âu hoặc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, mà nước này có thể duy trì quan hệ và hợp tác với cả hai. Dù nhiều ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ rất muốn xích lại gần Nga, bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập BRICS, nhưng trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái, pháo MLRS, pháo ống, xe bọc thép và đạn dược, đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ chính sách không thể chia cắt của Ukraine và lên án sự chiếm đóng Crimea. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine dưới góc độ bảo vệ chủ quyền quốc gia thông qua các hành động như hỗ trợ một phần về mặt quân sự, sử dụng quyền trong eo biển Bosporus trong thời gian xung đột có thể hạn chế tàu chiến của Nga đi qua eo biển này. Nói cách khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành chính sách rất tự chủ và họ có cơ sở, nguồn lực để duy trì điều đó. Có thể nhìn thấy điều tương tự này khi so sánh với Ấn Độ, quốc gia là thành viên sáng lập BRICS và là thành viên chính thức của SCO, nhưng cũng là thành viên của nhóm bộ tứ gồm cả Mỹ, Nhật Bản và Australia. Giới chuyên gia cho rằng các nhà hoạch định chính sách phương Tây không nên coi khuynh hướng địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ là một trò chơi có tổng bằng không, nghĩa là nếu một trong hai bên thu được lợi ích thì bên còn lại sẽ thiệt hại tương đương. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía Nga, một quốc gia sáng lập BRICS cũng có lý do của riêng mình biết cách chơi trên lĩnh vực lịch sử và địa chính trị. Thực tế là mâu thuẫn giữa các trung tâm quyền lực phương Tây
đang nhanh chóng trở nên tồi tệ, và ngay cả việc loại bỏ một phần người chơi cũng có thể vẽ lại bản đồ sân chơi một cách nghiêm trọng. Chẳng hạn, việc hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bằng việc rút quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được thảo luận cụ thể, thậm chí còn có gợi ý về một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Erdogan và Tổng thống Assad ở Kazan. Ankara đã công khai tuyên bố thành lập một phong trào Hồi giáo trong Israel. Phong trào này đã giáng một đòn đại đao vào lưng của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực vận động hành lang để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh chìm thành công dự án của Mỹ nhằm tạo tuyến đường hậu cần từ Trung Quốc đến châu Âu thông qua hành lang giữa ở Armenia. Cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực tiếp tục tạo ra một trung tâm khí đốt với sự giúp đỡ của châu Âu sẽ tự hào chuyển từ khí đốt của Nga sang khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những điều trên đã được truyền thông phương Tây mang ra mổ xẻ. Tờ Reuters cho rằng Mỹ và châu Âu đang bị bao vây bởi nỗi sợ hãi rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lưng lại với phương Tây. Tờ Financial Times, các thủ đô phương Tây cảnh báo về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. American Voice, Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa phương Tây, đây có phải là điều chúng ta cần? Như một chuyên gia Mỹ đã viết, về cơ bản, Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng họ sẽ không tham gia vào hai con tàu đang chìm NATO và EU. Ankara rời khỏi con tàu Titanic đang chìm này và lên một con tàu du lịch khổng lồ, nơi đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.